Ôi ơi, chào cả nhà nha. Bữa nay gặp Thấm đây nè quý vị. Ôi ơi, thời gian ngắn không gặp. Đi đâu vậy? Hả? Đi mua nước uống hả? Trời ơi, nay nhìn không ra luôn má ơi. Đó, lâu rồi mới gặp lại Thấm này nha. Trời ơi, Thấm ở đây già kéo bỏ tay luôn. Giờ là đi đâu? Bóng đá hả? Bóng đá ha. Mua rồi chút xíu có đi về không? Rồi vậy thôi, xuống nhà đợi ha. Thanh Liêm chào cả nhà nha. Bữa nay xuống đây thăm anh Dũng nè. Sẵn là cũng có quà cho anh Dũng, gạo và mì của chị Đích Ca. Đó, thì hôm nay anh em đến thăm Huệ với anh Dũng nha, với bé Thấm nha. Theo dõi tối ngày, theo dõi trên tại không à. Dữ hả? Nước sôi ghẹ tắt bếp. Ngộ chưa, ngộ chưa? Nước sôi ghẹ Dũng tắt bếp. Cảm ơn luôn. Tắt cái bếp vậy. Của chị Nguyên á, gửi thùng mì với bịch gạo. Cảm ơn. Chuẩn bị ăn gì à, chị Huệ? Đâu mì ăn chưa? Mì đâu? Đâu? Ăn mì gói với rau muống gì? Trời ơi, mì với rau muống không mà. Trời ơi trời. Ăn tương hả? Cái này tao rồi. Thiệt không cha? Thiệt vậy luôn. Trời ơi. Mừng dữ trời. Thiệt không Dũng? Vậy lúc này đâu còn đi bắt ếch bắt nhái nữa hả? Cái này đẹp trai ha. Cái này bỏ nước mặn lên coi, nước mặn lên coi. Rồi quá. Đó thấy không? Đẹp trắng ra. Ừ không thiệt luôn, mày sắp sửa đắc đạo hả gì cha ơi. Mặt có quậy rồi kìa. Ừ. Cái đó mình không khẳng định đâu. Vậy đó hả? Mình theo thầy chắc ăn hơn. Vậy đó hả? Theo thầy chắc ăn hơn hả? Trời ơi. Rồi không có đi bắt ếch rồi tiền đâu rồi nuôi vợ nuôi con. Thì nhà mình vòng vòng đây. Cũng mình về mình cũng theo dõi hoài trực tiếp với thầy. Đi làm chuyện khác ha. Rồi dạo này chị Huệ còn đi giặt đồ gì không? Ba nghỉ mướn thầy. Nghỉ mướn rồi ha. Ba bán nhà rồi. Trời ơi. Bán chồng nhà, chồng không làm rồi vợ không làm nữa rồi. Vợ hay chồng không có đi làm nữa rồi tiền đâu rồi xài. Thì vậy thôi chứ sao vậy? Rồi có dự tính cái nghề nào nữa không? Không. Không. Em Thắm đâu? Đấy, thấy đi ba thì bạn rồi kiếm anh kiếm không vậy? Tôi đi kiếm cô hai đấy rồi. Hai à. Thấy á. Đó là trực tiếp là với anh mà thầy mình đợi rồi là không có muốn gì đâu hết. Vậy đó hả? Trời ơi. Ngộ luôn rồi. Bây giờ coi như là cuộc sống là không bon chen với đời nữa phải không? Trời ơi thầy không cha. Chưa tin quay. Thầy cái bộ nói thiệt. Ồ chưa tin. Còn điểm chưa tin. Thiệt. Ông cạo đầu lại tôi mới tin. Bạn ơi cần gì cạo. Rồi sao thấy ổng bây giờ ổng tu tập rồi đó, thấy chị thấy sao? Thì đúng thì là mình tốt chứ có ra đâu. Tốt luôn ha, cho ổng tu luôn. Đúng thì tốt, thì tốt. Về đường này là đi theo ổng thiệt luôn á. Chị đó hả? Có thiệt, đi theo trực tiếp với ổng. Rồi anh có chuẩn bị cái lỗi nồi cơm chưa? Ừ, có chuẩn bị nồi cơm điện chưa? Có. Có chưa? Chưa có, nếu thấy lại chợ cho cái nồi cơm điện đi kìa. Có thiệt. Bây giờ thí dụ như... rồi luôn ha. Ấy thì mình không có lỗi nồi cơm thì mình cũng... câu xin giúp vậy nha. Ừ. Trời ơi trời không ngờ luôn trời, mới mấy tháng không gặp thôi là Dũng thay đổi quá rồi. Thấy ổng đi vậy đó mình cũng bức xúc lắm. Vậy là bức xúc sao? Tự nhiên ổng đi ổng bức xúc. Ổng người ta ăn hiếp ổng quýnh ổng mình thấy cũng tội. Vậy đó hả? Kiểu nào. Mấy cô bác bu cho ổng quá để cho ổng tu tập để cứu cho chúng sanh. Trời khóc trời. Trời trời khóc luôn kìa. Trời ơi trời 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 trời. Trời ơi trời. Ông nội. Trời ơi ông nội ơi ông ngộ thiệt rồi trời. Anh khóc trời nha. Không ngờ luôn má ơi. Khóc trời nha. Không về này nha, mua cá về nha. Ủa vậy Thắm giờ là Thắm. Cũng biết ta thầy chứ. Trời ơi trời. Bởi vậy. Khóc luôn. Hôm qua có thằng nào quýnh ổng sạch máu bẹn nữa biết. Vậy luôn á hả? Tại hôm qua tôi lên mà tôi biết là thằng đó là tới số luôn á. Trời ơi trời. Hôm nay không ngờ là ngày hôm nay là sau thời gian không gặp là Dũng thay đổi quá rồi. Lúc trước là chuyên gia ăn thịt chuột. Tôi nói chắc luôn, tôi nói các anh em hả là hoặc các cô bác nào cũng vậy. Ông đi tu tập rồi để ông cứu độ chúng sanh chứ không phải cứu độ mình ở đâu đâu. Quá dữ. Còn quýnh đập người ta. Trong nước mà chưa có ai làm được gì đâu. Có thể các nước luôn. Trong nước ngoài vậy chưa có ai làm được gì đâu. Vậy đó ha. Có thể. Thấm.
ba đòi đi theo thầy Minh Tệ rồi sao? Chịu không? Cho không? Không cho kìa, thấm không cho, sao đi ba? Không cho cũng phải đi nữa. Trời ơi, quyết đi phải không? Quyết đi. Làm y bác chưa? Có chưa? Có cái bộ y chưa? Chưa có bộ y. Chưa bộ y. Giờ làm y không? Làm y là có đó. Bây giờ làm không? Có, làm, đi làm. Chừng nào làm? Chừng nào có thì làm à. Thì lấy giải nè ba, cái quần áo của bà Huệ nè, lấy ra cái không cắt cái này khúc kia khúc là máu. Thấm nè, thấm cho ba đi tu không thấm? Không nha. Sao hả? Sao đâu, nói mẹ nghe. Thấm là thấm không cho, để ta đi. Bởi vậy thấm không cho sao ông đi được? Trời ơi, xúc thấm gài lắm. Ông nội ơi. Không có thể nói chuyện được mấy cái chị này. Chị Lê Thị Mỹ vậy đó. Vậy đó hả? Muốn gì chị gặp em đi. Đừng có làm ăn như vậy. Trời ơi. Chị làm ăn gì vậy là không có đúng cái gì được cái gì chứ. Tôi rồi. Là binh ổng mà tôi không ăn được cái gì luôn. Vậy đó hả? Mấy ngày nay bỏ cơm bỏ nước luôn. Không, cũng chẳng ăn ngày. Trời ơi, thôi đi em cố rồi. Vì ai tin. Ăn buổi hả? Trời ơi, ngày buổi luôn trời. Trời ơi. Trời ơi. Thật ơi. Ăn buổi à. Vì sáng ăn gì không ăn. Chịu không ăn luôn. Không. Tối cũng sữa không? Không. Thiệt chứ luôn. Mà bà thấm còn đâu, bà Huệ còn đâu nữa uống. Cũng yên không ăn, có thêm đâu. Vậy đó hả? Ôi trời. Nếu anh Thành nghe em trả lời nha anh Thành. Vậy đó hả? Anh tính luôn. Là những anh đó làm sao? Bận trời anh quýnh thầy này nọ, nói ta đây là ngon lắm. Ta là giờ con ở khu vực đó. Dữ vậy đó hả? Có thể. Trời ơi. Ở ngăn như vậy. Bây giờ bữa nay anh cái tông lạc trong gì đó, ông lên đây nào, rồi phạt năm trời. Đâu chùa nào đâu? Mình nói chuyện gia đình nè, không có gì đó. Ông cố ơi. Chùa là chùa của nội tôi đó. Trời ơi. Tưởng đâu nói cầu thì chùa chứ. Tôi có. Vậy đó ha. Thôi thôi bỏ chuyện đó qua đi quay. Nói gì cho vui đi. Rồi. Rồi nói gì cho vui đi. Ừ. Không, mình cũng đi bằng bướm la gai. Vậy đó hả? Mình theo dõi ổng. Vậy đó ha. Cái này làm gì ơi? Thì cũng bằng bướm. Còn làm đá không? Còn chứ. Làm đá bây giờ ngày thu nhập nhiêu? Thì thu nhập ngày vài chục ngàn à. Trời ơi nè, bây giờ tôi có công việc này dễ ăn dễ làm luôn. Thiệt đi không? Giới thiệu cho. Không, không đi làm đâu xa. Đâu có, gần xịt nè. Đi không? Không. Vậy? Ra sông lớn mò đồ. Ngày ta trả 1 triệu. Thiệt. Ôm mình hơi đi dưới mò đồ. Có thằng cháu bây giờ nó đi ra bên Campuchia kìa đó. Bây giờ nó nằm ở bên Bắc Tông á, đường Bắc Tông. Đâu? Bên em Út bên á. Vậy đó hả? Có cái em cũng quay nữa. Cháu ruột. Cháu ruột luôn. Nó đi Campuchia giờ. Tên gì? Nga. Còn đó tên gì? Cháu tên gì? Tên Phát. Phát hả? Phát nay nhiêu tuổi? Năm nay 20 tuổi rồi. À, vậy đó hả? Phát bữa hôm qua quay rồi. Vậy đó hả? Quay chia sẻ và đưa ra bệnh viện rồi. Rồi đưa ra bệnh viện ở trên thành phố. Ông này ông có gặp mặt thấy Sang Bắc Hoàng làm họ không ông? Không, không thấy bây giờ. Không thấy bây giờ người ta đang nghe nó qua đây hoài nè, biết đó. Là em ruột của tôi luôn á. Vậy đó sao? Mặt đó. Rồi chứ không phải là giờ thấy nó đang nổi trên cộng đồng mà nhận làm cháu phải không? Không phải là tôi qua xin tiền nó không có. Có đâu xin? Không có luôn nữa. Bây giờ nó cho không lấy nữa. Vậy đó hả? Đạp xe đạp đây nè. Có xe đạp chạy về. Ừ. Có đi thăm chưa? Có đi thăm lần rồi. Đi thăm nữa không? Không. Chút nữa tôi đi nè. Thôi. Sao vậy? Làm một à, để qua. Đi thăm mà như ở đó ta nói mình qua xin tiền nhưng mà chúng em á. Vậy đó hả? Nhân nhỏ đi á. Vậy đó ha. Anh đã đỡ bệnh rồi. Vậy là cháu thuộc cô Dũng ha. Cháu Dũng. Trời ơi mừng quá. Chứ đâu phải tôi nói bất vậy đó ha. Họ đâu tờ chứ. Không mà. Mà. Vậy đó hả? Trời ơi. Đau khỏi thế nào. Nói chung là ông Phát là ở đây là anh em mà tôi quay giúp đỡ rồi. Giờ đang điều trị ở trên bệnh viện Phạm Hoạch ở trên Sài Gòn cho nó. Ừ. Nó bị phổi thôi chứ điều trị thì nó sẽ hết. Cái gì đâu. Mình giải trời á Phạm. Cho được mấy chục triệu rồi. Không. Mình nói chuyện gia đình của mình nè. Ừ, nói chuyện gia đình đi. Hỏi thăm sức khỏe rồi tình hình gặp nhật tình hình thôi. Đừng có nói chuyện đánh đập nữa. Rồi dạo này hai vợ chồng đồ có đi làm gì không? Không. Ở nhà vậy ha. Ở nhà đi đâu. Rồi anh Dũng cũng không đi bắt ếch nữa anh Dũng. Mùa mưa này ếch nhiều nè. Tội không, quá. Tội ha. Tội quá bỏ. Anh Dũng giác ngộ rồi. Giác ngộ ha. Rồi dạ. Chị Huệ có đi giặt đồ mướn không? Đây bán nhà rồi anh đi về mướn đâu. Người ta bán nhà ta không mướn mà nữa ha. Dạ. Dạo này thấy thấm ốm quá vậy? Có ăn dạ, uống gì được ăn, không? Ăn lắm mà đâu ốm. Hả? Ốm mà xanh nữa. Cũng ăn dữ lắm ha. Ăn dữ lắm mà đâu. À. Chắc tại cái gen quá, tại cái mình dây.
đó, mình dây nên là ổn ha. Rồi sáng giờ gia đình ăn uống gì chưa chị Huệ? Mấy vừa ăn mì ăn, vừa ăn mì ăn. Ăn mì ăn đi ha. Không ăn cơm không Huệ. Hôm nay thì anh Thanh Liêm đến tặng cho chị được 10 kg gạo với thùng mì đó của chị gì đó anh Liêm. Chị Nguyên. Chị Nguyên. Cảm ơn chị Nguyên nhiều nha. Cảm ơn chị Nguyên. Anh Dũng bây giờ chị Nguyên mạnh khỏe giờ sức khỏe mà ăn phát tài ra chị Nguyên. Giờ anh Dũng không đi không có đi bắt hết được nè. Đó rồi chị Huệ cũng không đi làm được rồi tiền đâu mà mình sinh hoạt hàng ngày. Đi ta la quá la rồi ta cho đi ta. Vậy là bây giờ có gì ăn nấy ha. Rồi cũng mừng ha. À, lúc trước nghe anh Dũng có làm gì bên hãng nước đá đó mình còn làm không? Còn nha. Kêu. Lâu kêu. Quá sức bọn đâu. Cũng kiếm 50-60 ngàn được. Vậy đi ha. Mà lâu lâu mới kêu ha. Trời ơi rồi sau sinh hoạt hàng ngày. Rồi vậy sao hữu sống? Rồi mỗi một ngày vậy là gia đình chi tiêu thì cái thu nhập từ đâu anh Dũng? Thu nhập thì không đủ thu nhập rồi đó. Bây giờ là mặn đủ mua này mua nọ ăn đó. Mua con cá ăn rồi giờ xong rồi đó. Mình ra. Đủ tiền mua con cá ha. Rồi con cá cho xíu gì ăn mua được rồi. Là ăn mấy cử? Ăn buổi sáng buổi chiều. Ăn buổi sáng buổi chiều hết ngày ha. Dạ. Vậy là anh Dũng chưa ăn tàu hủ rồi. Đâu mẹ con ăn cái đó tôi ăn cái đấy. Trời ơi. Qua mua qua bữa nay còn là anh ăn tàu hủ hả? Không ăn lương còn ăn nghe em ăn. Dạ trời ơi trời không tin luôn má ơi. Dạ lương. Ai cái điều đó không nói dở tôi nghe cha. Không mấy mẹ. Vậy đó hả? Thì sao tôi thấy ông da thịt đồ còn ngon hơn lúc trước mới gặp nữa. Trời ơi. Cha này nói giác ngộ chứ chắc còn giác cái luôn chạy nè. Mới 20 ngày đây hả? Vậy chưa đâu ơi, Phật chưa chứng đâu ơi. Vậy cũng tốt. Vậy từ từ ha. Vậy đó ha. Thôi bây giờ ông làm điều này là Phật sẽ chứng liền luôn nè. Tôi chỉ ông làm nè, thiệt. Có chuyện chứng mắt cho ông làm luôn. Không, tôi nói thật, anh nào muốn lội đi xa cách đỡ máy tung lội đi đỡ vậy. Chi chưa xa? Không, mình đi sao? Mình làm cái hạnh đầu đà. Trời ơi, hạnh đầu đà trước mắt kìa ông nội. Đây nè, trước mắt nè, thấy chưa? Thấy chưa? Chiếc ghe của chị ông chìm dưới sông kìa, giờ ông lôi xuống đi, nhảy xuống lôi lên. Không nổi. Vậy hả? Không nổi luôn á. Ừ. Đã lủng rồi. Trời ơi trời. Cái đó là tù đó. Tù trước mắt luôn. Giờ lủng rồi lôi ra tôi không nổi luôn. Qua làm tiếp chị ông đi. Không nổi, đã tôi lôi mấy lần rồi luôn. Không nổi. Lôi chiếc ghe lên không nổi mà đòi đi theo thầy. Rồi chị hai giờ ở đâu? Bữa đi chợ con cá ăn rồi. Dạ. Tôi mang vòng vòng đây. Sao em thấm giờ này ốm vậy anh Dũng? Em biết rồi, ăn cũng dữ lắm. Nghiệp trời. Nào ra ăn ngọt. Có đi khám mà ta khám lại cho em không? Ta khám mấy lần rồi đó. Nó muốn sao bình thường không sao nữa. Chắc tiêm chắc. Phải đó, tại thanh miệng ốm ốm à. Gì đó ha. Dạ, khỏi em bởi là. Lâu lâu nhìn thấm lại dáng đi cũng vẫn đẹp như xưa. Thấm cái gì cũng thay đổi, có dáng đi là không thay đổi. Hỏi đi mày, mấy tôi à. Vậy hả? Thấm khỏi đi mày. Khỏe. Thấm. Lâu ngày gặp Thấm lại nhìn Thấm vẫn đẹp như xưa nè hả? Cô Thấm ngày xưa vẫn như ngày nào. Tôi thấy anh quay chảnh á. Tại nó tính gì đâu á. Tôi phải có chuyến xe tôi đi chảnh rồi. Em nắm bên tôi vàng rồi à. Rồi. Quá giờ vàng rồi. Vàng giả không đeo vàng được rồi. Nó vàng được rồi. Ông nội nó vàng được tình. Đông cái nào mới mưa nè. Tưởng anh nào cho chứ, tưởng anh nào tặng chứ. Hỏi anh này hỏi con có bầu chưa? Sao Thấm, giờ này có bầu chưa Thấm? Có bầu chưa? Chưa có. Có bầu chưa nói cho anh em tao mừng nha. Còn anh Thái làm mai cho người. Chịu không? Không? Có cái anh kia ảnh xem video của Thấm để ý Thấm kìa. Thấm chịu không? Không hả? Thì trời. Hay là tại ba Dũng không cho? Muốn làm gì làm kệ nó. Vậy đó hả? Trời ơi. Sợ nhiều khi ba Dũng khó quá, ba Dũng không cho nè. Nó thì sẵn qua cái clip này, nếu mà anh nào mà có để ý Thấm mà muốn về ở chung với Thấm. Về ở chung với Thấm thì cứ liên hệ nha. Ở đây là anh em đại diện bên đằng gái nha. Rồi.
chờ ông nội làm gì làm cái đó vậy ha. Chị là cho phép vợ là thấm có người yêu ha. Ừ, trời ơi có anh nào mà cứ muốn hương thấm thì cứ liên hệ. Trời ơi bà quậy bà cự hiếp mắt cự quậy trời muốn có cái rễ hay gì mà vậy đó ha. Trời ơi nhưng mà cự ngộn ngộn ha. Thấm chịu không? Dạ. Trời ơi rồi Lê Thị Lắc nữa rồi. Chịu rồi xong. Ôi chắc ông Dũng ngồi kế bên Kiều Kiều nó đừng chịu con lắm mà. Kiều đó ông nội. Kiều ông ba. Kiều đó. Ừ. Ngồi xa đàng hoàng rồi ha chú. Ê, lâu lâu trở lại thăm gia đình thì cũng gia đình cũng vẫn khó khăn như xưa ha. Không có thấy thấy chật vật quá ha. Không có gì thay đổi. Không bây giờ tại Dũng đã quay đầu rồi. Giác ngộ rồi chứ không còn giác luôn nữa. Bởi vì cho nên đời sống hơi chật vật. Ờ nấu mì ăn đi chị. Ờ nấu mì đi. Ừ. Đúng đi. Ờ đúng đi. Đúng đi. Đúng đi chị. Để ăn đi đó bụng. Sáng luôn mà sáng rồi lắm mà sáng rồi. Bây giờ đồ ăn là gia đình vợ gì đó hả? Ừ. Trời ơi xong rồi đồ ăn đồ uống gì tôm một gói mì với vậy cái rau muống hả quý vị. Rau muống này rau muống bẻ nữa nè. Rau muống đậm. Rau muống dưới sông á. Em biết rồi. Đơn giản ha. No bụng được khá nhiều em. Dở cái muỗng lên. À, bữa nay trở lại thăm gia đình thấy ăn mì gói nè. Thấy xúc động không? Mì gói mà không có gì hết á. Mì gói với mấy cộng rau muống à. Kiếm cộng giá không ra nữa. Cộng giá đâu, có tiền đâu mà cộng giá. Vậy hả chưa? Cái là bạc nào, hơn cái tướng thôi mày. Là hái rau muống dưới sông nha. Dưới sông, dưới sông. Từ khi mà anh Dũng mới giác ngộ tới giờ là đời sống là khó khăn luôn. Đúng trời. Đời sống hai mẹ con khó khăn ha. Chứ anh Dũng còn đi kiếm cá kiếm mắm đâu được phải không? Dạ. Ngày xưa thì đi bắt ốc và bắt ếch này kia bắt chuột này kia thì đi bán cũng có đồng vô đồng ra. Còn giờ là anh Dũng mình buông bỏ rồi đó. Ừ. Là bây giờ là không có đi làm gì nữa, trơn ở nhà không mà ăn chay ngày ăn bữa à. Không mà hỏi thiệt anh Dũng nè, sao mà giác ngộ hay vậy? Thiệt á. Người ta sao mà mình vậy? Mình ăn trong ngày ăn bữa một bữa thôi. Ấy tại sao vậy? Phải xuất phát từ tâm mình chứ, tự nhiên mình thấy người ta là cái đó. Xuất phát từ tâm mình làm mình ăn tự mình ăn chứ không có ai xuống nữa. Đúng rồi. Có phát nguyện không? Có phát nguyện không? Không luôn, mình tự mình ăn. Không không, anh phải phát nguyện mới được chứ, không, mình mới làm chính được. Cái gì cũng khỏi phát nguyện. Thôi vậy là trời với Phật mình ăn được. Vậy đó ha. Thôi vậy là chừng có ngày ông xuống ông giác cái lu lại rồi ba ơi. Có đâu. Ăn thì ăn chứ. Ừ. Công nhận hay thiệt tơi. Công nhận không ai ngờ mà Dũng giờ mà tự nhiên cái này nấu cho chị với anh Dũng tập tành tu luôn. Thấm em kìa bằng ai vậy? Kìa bằng ai vậy kìa? Dạ. Đây rồi. Mày bắt không? Đây. Đi Ngọc Giới. Rồi cảm ơn. Đây là chị Hai nha. Cự coi, cự coi chị Hai. Lúc này thấy anh Dũng giác ngộ quá rồi chị Hai. Dạ. Trời ơi. Cỡ này mà lên đây lần này mà nghe nói là giờ ăn chay luôn trời. Học Phật luôn. Mình là nói ra. Ừ. Nói chú nghe. Dạ. Mình người Phật mình mới biết ông đó là Phật. Ừ. Còn những người thường không biết đâu chú ơi. Dạ. Cái đó ổng đâu có chịu ông người Phật đâu. Ừ. Phải không? Ừ. Ổng biết bay. Có hỏi chú nè, từ mà ở Quy Nhơn này chú đi mấy ngày trời, xe thôi, đổ đi, chú đổ mấy ngày trời. Đi từ Long Xuyên đi lên đây chú đổ bộ mấy ngày trời. Ừ. Từ 3 ngày đến tới đây. Rồi từ Quy Nhơn mà đi ra ngoài chú biết bao nhiêu không? Rồi từ đó mà ra tới ngoài Bắc luôn. Được rồi, đi này là được rồi. Cho hẳn hai bộ nè. Vậy đó ha. Dạ. Này đi chợ mua gì chị Hai? Có là đi bộ á, cái này làm tiếp người ta rồi người ta cho nè. Vậy cái này ha. Có người ta cho cháu ngoại nữa nè. Vậy không đó có ha tiền. Vậy ha. Ờ đi lễ làm bữa nay thấy chiếc ghe buồn nó chìm ỉm dưới sông thì luôn rồi. Chú ơi có chỗ ở đâu. Vậy đó hả. Thì hai bà cháu ở bờ. Vậy sau một thời gian không gặp thôi thấy mà chị Hai hay anh Dũng đồ có cái vẻ là thay đổi chân ta. Nói chuyện rất là hay hơn xưa nhiều lắm. Mình nghĩ đi bây giờ đó thật ra đời còn có bao lâu nữa đâu, nó mỏng rồi. Ừ. Nếu mà tại vì em tôi á, nó làm tôi mới nóng quá đi, tôi nhịn nó không được.